What's up anh em? What's up anh em? Mình là Dũng đến từ Disasco. Và ở video hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình thường hay master bằng stock plugins trong FL Studio. Mình nói trước đây sẽ chỉ là những cái bước rất là căn bản. Nó không có gì quá chuyên môn, quá đi sâu hay là phải chỉnh quá nhiều thứ về cái bài nhạc của các bạn cả. Các bạn có thể hoàn toàn làm theo những cái bước mà mình chỉ ra trong video ngày hôm nay, với một điều kiện, đó chính là bản mix của các bạn phải đạt từ mức OK trở lên. Nghĩa là nếu như mà cái bản mix của các bạn tệ quá hay là nó có quá nhiều lỗi thì mình nghĩ rằng các bạn nên xem lại tất cả những cái video hướng dẫn mixing, cũng như các bạn hãy xem về cái series mixing cơ bản mà mình để link ở dưới phần mô tả luôn. OK, bắt đầu thôi. OK, đây chính là cái project mà mình sẽ làm ví dụ cho các bạn ngày hôm nay. Đây chính là cái project Future Bounce mà mình đã làm ở trong cái video trước. Nếu như các bạn chưa xem video đó thì mình đã ngồi làm từ đầu đến cuối cái bài nhạc này cùng với tất cả các bạn. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nếu như mà các bạn chưa xem. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại cái bài nhạc này nhé. Đó, như các bạn có thể thấy thì bài nhạc của mình nó đang ở trong một cái headroom cũng khá là nhỏ. Nó nhỏ hơn so với mình nghĩ nhưng tuy nhiên thì cũng không sao cả. Cái volume max của nó chắc cũng lên được tới gần trừ 5 dB. Và mình nghĩ rằng là như vậy là cũng đủ headroom để chúng ta bắt đầu vào quá trình mastering rồi. Và trong video này mình sẽ sử dụng hoàn toàn stock plugins, nghĩa là chỉ plugins ở trong FL Studio thôi. Cho nên rằng các bạn không cần phải lo nếu như mà các bạn không có những cái plugins đắt tiền hay là xịn sò ở ngoài. Đầu tiên mình nghĩ rằng mình sẽ bật một cái EQ trước. Mục đích của cái EQ này đó chính là mình sẽ làm sạch một vài những cái tần số ở dưới cái bài nhạc này đi. Bởi vì đây là những cái tần số mà tai người của chúng ta thường là sẽ không nghe thấy. Mình sẽ để một cái EQ như thế này. Đó, chỉ như vậy thôi. Sau đó chúng ta hãy nghe lại cái bài nhạc của chúng ta xem là, nhất là đoạn drop, để xem là cái bài nhạc của chúng ta đã mix cân bằng chưa. Mình cảm thấy rằng cái bài nhạc này của mình nó hơi bị thiếu một số những cái tần số mid và low mid, cho nên rằng mình sẽ boost nho nhỏ cái EQ này lên một chút. Chỉ một chút thôi, các bạn hãy chú ý những cái EQ trong mastering này các bạn hãy bật thật to ra để các bạn có thể xem kỹ được xem là mình đang làm gì. Đó, mình nghĩ thế này nghe nó cũng sẽ OK hơn. Bởi vì mình cũng nghe thấy một số những cái tần số high mid của mình nó bị quá là tróe, quá là distortion và saturation lên. Cái này mình nghĩ do phần mix của mình có vẻ hơi quá tay so với cái layer lead. Nếu như các bạn chưa xem video đó thì mình nghĩ rằng các bạn nên xem lại, bởi vì mình thực sự add rất nhiều distortion phần lead đấy. Rồi sau khi mà đã EQ xong thì chúng ta hãy cùng nghe lại trước khi và sau khi EQ nhé.
Ok, và mình nghĩ rằng mình sẽ tăng thêm boost một số những cái tần số ở khu vực high mid lên để làm cho cái bài nhạc của chúng ta nghe nó rõ ràng, nghe nó được trong trẻo hơn. Mình nghĩ rằng mình sẽ phải thật cẩn thận ở cái đoạn EQ này, tại vì ở ngay trước nó là một cái EQ boost và ở ngay sau nó là một cái EQ cắt đi, cho nên là cái đoạn này mình nghĩ mình sẽ phải thật là cẩn thận. Ok, mình nghĩ như vậy là cũng khá là ok rồi. Tiếp theo mình sẽ muốn add một cái OTT để làm cho cái bài nhạc của mình nó kết dính hơn thêm một chút, tại vì mình thấy rằng tất cả những cái nhạc cụ của mình nó chưa được chặt chẽ cho lắm. Những cái tần số nó đều ở cái vị trí mà mình mong muốn và các cái giải tần mình cảm thấy đều ok. Thậm chí kiểu nó còn hơi thiếu ấy. Nhưng cũng chính vì vậy cho nên rằng nó tạo ra những cái khe hở, những cái giải tần nho nhỏ để mình có thể compress tất cả những cái giải tần chính mà mình có vào với nhau. Nó như kiểu rằng nó sẽ có không gian để mình né nó vào. Chứ nếu như bài nhạc nó đầy quá hay là nó quá thừa thãi tất cả những cái nhạc cụ ngay từ đầu rồi thì khi mình né thì thực sự nó sẽ rất là khó khăn. Mình sử dụng ở phần mềm OTT, nó không phải là một cái plugin stock ở trong FL Studio, nhưng tuy nhiên nó hoàn toàn miễn phí và việc download rất là đơn giản. Các bạn chỉ tốn khoảng 5 giây có thể download nó về thôi. Mình để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể click vào và tải nó về nhé. Về cái compress này, đây là một cái plugin multiband compressor. Mình sẽ không muốn để cái depth này của nó quá cao, bởi vì nó thế thì đây, bài nhạc các bạn nghe sẽ như thế này. Đó, nghe nó sẽ nén rất là chặt, nó nén bẹp dí cái bài xuống luôn. Và thậm chí kiểu tất cả những cái tần số reverb nó đều bị trói hết ra ngoài luôn. Thường thì cái multiband compressor này mình sẽ không để nó quá 10% đâu, cho nên chúng ta hãy cùng để ở 10%, nghe nó giảm dần từng cái phần trăm xuống một và hãy cùng nghe nó nhé. Đó, như các bạn có thể nghe thấy trong quá trình mastering thì mình liên tục tắt đi và bật lên tất cả những cái plugins mà mình add, bởi vì các bạn phải thật cẩn thận trong quá trình mastering. Nếu như mà cái plugin của các bạn add vào mà làm cho cái bài nhạc của các bạn nghe nó dở đi, hay thậm chí là không làm cho cái bài nhạc của nó hay lên, thì các bạn không nên sử dụng, thì tắt nó luôn đi cho nhanh. Khi các bạn có thể thấy rằng khi add OTT vào để ở cái phần trăm này thì cái bài nhạc của chúng ta nghe một phần là nó sáng hơn, một phần nghe nó chặt chẽ và nó liên kết với nhau hơn, cũng như là nó to hơn được một chút. Đây, chúng ta hãy cùng nghe lại nhé. Đây là trước khi bật OTT này. Còn đây sau khi bật này. Đó, mình mong rằng các bạn đã chú ý được tất cả những cái thứ mà mình đang nói đến trong ngày hôm nay. Và mình cũng khuyên rằng trong video hôm nay các bạn hãy xem bằng một cái tai nghe, ít nhất là một cái tai nghe iPhone, hoặc càng tốt thì là một cái tai nghe kiểm âm hoặc là một cái loa kiểm âm để có thể nghe kỹ được tất cả những cái tần số. Bởi vì ví dụ như các bạn nghe bằng loa ngoài của điện thoại bình thường thì thực sự các bạn sẽ không nghe thấy một số những cái tần số như là tần số sub, bass đâu. Thì lúc đó các bạn sẽ không thể nắm bắt được xem là cái chất lượng tốt nhất của bài nhạc nó như thế nào. Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy cùng bật một cái plugin có tên là Fruity. Không, nó chỉ là Maximus thôi. Chúng ta chưa đụng vào cái plugin giải vội mà chúng ta hãy tiếp tục bật luôn một cái plugin nữa ở dưới có tên là Julian Loudness Meter. Về tóm gọn lại thì cái plugin Julian Loudness Meter này nó sẽ đo cái tần số năng lượng bài nhạc của các bạn, và cái plugin Maximus này nó sẽ giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được tất cả các cái band. Nó sẽ chia ra làm 3 band, nó như kiểu một cái multiband compressor dành cho cái bài master của các bạn. Và nó cũng có chế độ compress và master ở trong này luôn. Nó có chế độ chỉnh rất nhiều các cái núm ở đây. Chúng ta sẽ không đi quá sâu vào cái plugin này, cũng như là không sử dụng hết tất cả những cái núm này. Có một số những cái núm chúng ta chỉ cần để nguyên thôi, không cần phải thay đổi nó quá nhiều. Đặc biệt nó có cái chế độ solo này, tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem nó có chức năng gì. Và nó có cái tối ưu mono và stereo ở đây. Nó cũng là một cái mình rất hay sử dụng. Được rồi, còn cái Julian Loudness Meter này, nó là một cái plugin store chỉ số năng lượng. Để mình ví dụ cho các bạn xem, ví dụ để khi chúng ta bật cái bài nhạc đây này. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây, nó có cái
cái đơn vị là UFS này, thì cái MACD của chúng ta nó đang ở trong cái khoảng trung bình là -17.3 là UFS. Tí nữa mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể tối ưu được cái mức năng lượng này luôn. Trước mắt thì chúng ta sẽ không chú ý vào cái plugin Julian Loudness Meter này vội, mà chúng ta hãy chú ý vào cái Maximus này. Thì trước tiên các bạn có thể thấy rằng bài nhạc của chúng ta nó max ở -6 dB, tức là cách cái 0 dB tận 6 dB, chúng ta có kha khá cái headroom để có thể master bài nhạc đấy. Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu boost tất cả những cái tần số bass, mid và high này lên. Cho những bạn nào chưa biết thì tất cả những cái vùng màu đỏ là tần số bass, tần số low. Tất cả những cái vùng màu cam là tần số mid và vùng màu vàng là tần số high. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu boost tất cả những cái tần số lên nhé. Mình sẽ không muốn boost quá nhiều. Và sau khi mà chúng ta đã boost tất cả những tần số lên một chút rồi, thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm xem là cái khu vực nào là khu vực bass, khu vực low, khu vực nào là khu vực mid và khu vực nào là khu vực high. Đây chính là cái lúc mà chúng ta sẽ sử dụng cả chức năng solo của Maximus. Khi bấm vào solo và các bạn chọn low hoặc mid hoặc high thì nó sẽ chỉ nghe được một giải tần nhất định ở trong cái khu vực đó thôi. Đây là mình ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ như các bạn ấn vào low và solo thì các bạn sẽ chỉ nghe thấy giải tần low thôi. Và công việc của chúng ta bây giờ sẽ kéo cái giải tần low ra đến khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là à, đây chính là cái giải tần mà chúng ta muốn nó là low, thì chúng ta sẽ dừng và chuyển sang cái tiếp theo. Đó, mình nghĩ rằng trong cả ba giải tần này thì đây chính là giải low, giải mid và giải high. Cái trick nào để các bạn có thể phát hiện xem đâu là giải low, đó chính là khi mà các bạn ấn vào giải low, các bạn sẽ không muốn nghe thấy tất cả những cái tần số mid của tiếng chorus của các bạn, hay là tiếng vocal, tất cả những cái tiếng đặc trưng ở trong cái giải tần đó, thì các bạn sẽ không muốn nghe thấy tất cả những cái tần số nó đâu. Các bạn sẽ muốn nó ở đúng cái vị trí của giải mid. Và đối với mình thì mình cảm thấy rằng đây là ít nhất thì đây nó cũng khá là chính xác rồi. Tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu đào sâu vào trong cái plugin này hơn. Đối với giải tần low thì mình sẽ bắt đầu chuyển qua chế độ monitor và mình sẽ bắt đầu distort đi một chút. Mình sẽ không muốn distort quá nhiều giải tần low bởi vì nó sẽ làm mất đi những cái độ punchy của bài. Đối với một bài future bounce thì cái tiếng bass, cái độ gần của nó thực sự khá là quan trọng đấy. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu nhé. Tiếp theo chúng ta hãy đến với giải tần mid. Được rồi, và cuối cùng là giải tần 2. Về bài nhạc này thì thường giải tần 2 chúng ta sẽ compress nó khá là nặng. Bởi vì thường tất cả những cái bài nhạc trước mình làm, cái giải tần 2 nó rất là thiếu, đặc biệt là cái những cái tiếng reverb ở cái giải tần 2 ấy. Nhưng tuy nhiên bài nhạc này mình cảm thấy rằng cái phần 2 này nó bị distort khá là cao, cho nên là mình sẽ compress nó thực sự rất nhỏ thôi. Ok, sau khi mà chúng ta đã xử lý xong phần 2 rồi thì chúng ta hãy bắt đầu chiếu xuống phần mastering. Đây sẽ chính là cái phần compress của toàn bộ bài nhạc. Thì mình sẽ không muốn cái Maximus này của mình nó sẽ đóng vai như một cái limiter, nén toàn bộ tất cả cái bài nhạc xuống và tạo ra một cái trần, cắt hết tất cả những cái tần số cần thiết đi. Cho nên mình sẽ tăng tất cả những cái giới hạn nó lên một chút. We'll be right back.
mình nghĩ rằng là đây sẽ là cái phần nén mà mình cảm thấy bài nhạc nó đang ok và có cái âm lượng thực sự rất là hợp lý, vì bây giờ nó đang là 0 decibel. Ok, vừa rồi mình đã kéo cái núm giới hạn của phần low của mình sang bên tay trái một chút. Mình cảm thấy rằng kéo ra đấy thì cái phần low của mình nghe nó ấm hơn, nghe nó đầy hơn và nghe nó nổi bật ra hơn. Cho nên rằng mình sẽ giữ ở cái đồ thị như thế này. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã điều chỉnh về các cái chế độ compress và multiband compressor rồi thì chúng ta hãy bắt đầu chú ý đến cái ceiling và cái threshold này. Về cái chế độ ở đây chúng ta có thể thấy nó ghi là chữ sat, viết tắt cho từ saturation. Nghĩa là khi mà các bạn kéo cái threshold này thì sẽ add thêm một chút saturation vào cho bài. Thường thì mình sẽ chỉ ở rất nhỏ thôi, dưới 5%, để mình cùng nghe để xem là mình bài này mình sẽ để ở bao nhiêu. Đó, ở khoảng 3% này mình thấy là cũng hợp lý rồi. Tiếp theo chúng ta hãy chú ý đến cái ceiling này. Đây sẽ là một cái khá là quan trọng. Mình sẽ để nó ở khoảng trừ 0.1 decibel. Mình xin lỗi, mình nhầm, mình sẽ để nó ở khoảng trừ 1 decibel. Được rồi, sau khi mà các bạn đã chỉnh bài nhạc đến đây rồi thì cái mastering của chúng ta cũng được khoảng 50% rồi. Bây giờ khi mà các bạn kéo cái phần gain của bài lên, các bạn đã đặt được một cái ceiling và một cái compress nhất định cho bài, thì các bạn dù có kéo gain của bài lên bao nhiêu đi chăng nữa, tức là cái mục pause này này của phần gain này đây, các bạn thấy không, thì cái bài nhạc của các bạn nó cũng sẽ không bao giờ đi quá 0 decibel. Nhưng tuy nhiên nó sẽ bị bể gain. Đây để mình ví dụ cho các bạn xem. Mình nghĩ các bạn sẽ muốn giảm volume của cái video này đi trước khi mà nghe cái phần này. Đó, khi mà chúng ta đã có cái trần nhà và cái giới hạn của nó rồi thì dù các bạn có làm gì nó cũng sẽ không bao giờ vượt qua 0 decibel. Nhưng tuy nhiên các bạn sẽ muốn để cái âm lượng của nó vào một cái trạng thái ok nhất. Và đây sẽ là cái lúc mà chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Julin's Loudness Meter để đo được cái năng lượng của bài. Như các bạn có thể thấy, cái mức năng lượng của bài của chúng ta nó đang ở khoảng tầm -10 lufs. Thì tùy trên từng cái nền tảng cũng như là từng cái thiết bị thì nó sẽ có một cái giới hạn chung ra để cho các bạn có thể đặt cái bài nhạc ở cái một mức độ nào đó. Ở trong bài nhạc này thì mình sẽ ví dụ cho các bạn, mình sẽ muốn để nó ở khoảng -9 lufs chẳng hạn, -9 lufs. Thì chúng ta hãy bắt đầu nghịch cái Maximus này. Quay lại phần pause và bắt đầu kéo gain lên. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây, xuyên suốt cả bài nhạc thì nó sẽ nằm ở trong cái giới hạn từ -8.8 cho đến -9.1 lufs. Và mình nghĩ rằng đó sẽ là một cái giới hạn mà mình cảm thấy rằng bài nhạc này nên có. Và cái chế độ lufs của short term, nghĩa là cái mức năng lượng ngắn hạn của nó cũng không quá chênh lệch so với cái mức năng lượng chuẩn của bài. Thường thì hai cái mức năng lượng này các bạn sẽ không muốn nó bị quá chênh nhau đâu. Cho nên rằng mình nghĩ rằng cái mức năng lượng của bài đến đây là hợp lý rồi. Sau khi mà các bạn đã làm đến đây rồi thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển chế độ stereo imaging, nghĩa là về không gian bố cục của bài nhạc ở phần mono và stereo dưới này. Khi các bạn kéo cái thanh này sang bên tay phải thì nghe nó sẽ mono và sang bên tay trái nó sẽ stereo. Đây để mình ví dụ cho các bạn xem.
Và đương nhiên chúng ta sẽ không muốn kéo cái thanh master này, mà chúng ta sẽ điều chỉnh ở chế độ các cái giải tần. Về lý thuyết thì chúng ta sẽ muốn cái phần low, cái phần bass nó mono hơn. Nhưng vấn đề là mono bao nhiêu thì chúng ta hãy điều chỉnh khi nghe bài nhạc nhé. Mình nghĩ mình sẽ để ở tầm này thôi. Nhiều bạn thắc mắc tại sao chúng ta không để 100% mono. Bởi vì trong bản mix mình đã chuyển cái chế độ kick và bass sang mono rồi, cho nên nó sẽ không có bất kỳ một cái nghĩa lý gì cả nếu như mà chúng ta kéo cái mono này quá trớn. Tiếp theo đến phần mid. Đó, phần mid thì mình sẽ muốn hơi stereo hơn một chút, tại vì mình thấy cái không gian nó có vẻ hơi bị đè về cái tiếng bass. Cuối cùng đến phần 2. Cuối cùng, ở cái phần chế độ attack và release này thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó một chút. Thì thường ở cái chế độ attack này thì các bạn sẽ không muốn nó ở dưới đơn vị 2 đâu. Đó là toàn bộ cái quá trình mastering bằng stop plugins của mình. Mình nghĩ rằng là so với cả những cái plugins ở ngoài thì nó sẽ mất thời gian hơn, hoặc chất lượng của nó sẽ có thể không tỉ mỉ bằng. Nhưng tuy nhiên đối với mình nghĩ thì đây sẽ là một cái bước khởi đầu khá tốt dành cho những bạn nào mới bắt đầu vào cái con đường mastering rồi. Chúng ta hãy cùng nghe lại bài nhạc trước khi và sau khi mastering nhé. Đây là trước khi.
Được rồi, video hôm nay của mình cũng chỉ đến đây thôi. Vừa rồi là tất cả những cái bước, những cái mindset của mình về mastering khi mà sử dụng stock plugins của FL Studio. Thực ra thì các bạn không phải mua quá nhiều các cái plugins ở ngoài để có thể mixing hay là mastering một bài nhạc nào đâu. Các bạn hoàn toàn có thể tập bằng FL Studio để có thể nắm vững được các bước cơ bản cũng như để hiểu được về các cái effects trong FL Studio. Đến khi mà các bạn bắt đầu hiểu hơn về cơ chế của nó rồi, thành thạo nó hơn một chút thì các bạn có thể mua những cái plugins ở ngoài. Cái mục đích của nó ở đây không phải là để mix hay hơn hay là master hay hơn, mà để tiết kiệm thời gian của các bạn hơn, cũng như là khám phá ra các cái effects, tăng cái chất lượng mastering của các bạn lên mà thôi. Được rồi, nếu như các bạn thích những cái nội dung như thế này thì hãy nhớ cho chúng mình một cái like. Ngoài ra, comment cảm ơn các bạn xuống phía dưới. Subscribe kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Và mình là Dũng đến từ Disco. Peace.